của thí sinh mang số 05 Trần Thị Loan đến từ xã Hồng Đức của huyện Hàm Yên với chủ đề Hùng Biện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Xin mời thí sinh chuẩn bị. Rất đẹp và có phần rất là ngưỡng mộ về những bản sắc độc lạ. Xin được hỏi thí sinh số 05 đã sẵn sàng chưa? Thời gian dành cho thí sinh 05 sẽ là 5 phút, hộp biện 5 phút, bắt đầu. Kính thưa quý vị, ban tổ chức, ban giám khảo, sau đây tôi xin phép được trình bày phần thi hùng biện của mình với chủ đề Mặt trận Tổ quốc tham gia giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Kính thưa quý vị, nằm trên lưu vực dòng sông Lô, ở vị trí địa lý phía bắc của tỉnh Tuyên Quang, Hàm Yên là vùng núi có truyền thống văn hóa phát triển lâu đời cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nền văn hóa của cư dân Hàm Yên ngày càng phát triển phong phú đa dạng nhưng vẫn mang đậm nét văn hóa dân tộc của các cư dân sinh sống trên địa bàn huyện. Với trên 70% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong tham gia giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là một trong những nội dung được cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Đức quan tâm thực hiện trong thời gian qua. Trong thời gian qua, thực hiện các quan điểm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, đặc biệt là nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 8, nhấn mạnh chăm lo văn hóa là chăm lo củng cố nền tảng tinh thần của xã hội, thiếu nền tảng tinh thần xã hội tiến bộ và lành mạnh, không quan tâm giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển văn kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội thì không thể có nền văn hóa phát triển bền vững. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc xã đã cụ thể hóa các nội dung trong tham gia giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc vào trong các chương trình, kế hoạch, công tác hàng năm, đồng thời triển khai đến các ban công tác mặt trận khu dân cư, các chi đoàn, chi hội để cùng triển khai tổ chức thực hiện. Phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, đặc biệt phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín tại các khu dân cư, động viên khích lệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia lưu giữ tiếng nói, chữ viết, các trang phục cũng như các bài thuốc dân gian trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Hàng năm, tổ chức tốt các hội thi, dân ca, dân vũ, duy trì hoạt động của 22 đội văn nghệ các thôn, các hội chợ quê, các lớp truyền dạy truyền thống cho thế hệ trẻ như thêu may trang phục dân tộc. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc cũng đã khích lệ nhằm tạo không gian khích lệ động viên nhân dân tham gia bảo tồn, sự gìn giữ những nét đẹp văn hóa, dần xóa bỏ các thủ tục lạc hậu trong việc cưới, tiệc tang, lễ hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Vận động nhân dân tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tiệc tang. Kính thưa quý vị đang được chiêm ngưỡng trên sân khấu ngay lúc này là điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Cao Lan. Và đây là trích đoạn nghi lễ đón dâu trong lễ cưới truyền thống của đồng bào dân tộc Dao Quần Trắng và cũng như không gian trưng bày các nhạc cụ truyền thống, các dụng cụ dùng trong lao động sản xuất mà đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Hồng Đức hiện nay còn lưu giữ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn có những tồn tại, hạn chế và những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện như đến nay, 100% số thôn trên địa bàn xã đã có nhà văn hóa. Tuy nhiên, các thiết chế văn hóa chưa được đảm bảo. Trình độ dân trí của một bộ phận người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp nên công tác tuyên truyền gặp nhiều khó khăn. Việc tổ chức các nghi lễ cưới, các nghi lễ tín ngưỡng của đồng bào dân tộc đến nay cũng đã được giảm đi nhiều thủ tục rườm rà, tuy nhiên cũng đã bị tác động bởi rất nhiều yếu tố ngoại lai, từ nghi lễ nghi, trang phục cho đến dân ca nhạc cụ đều bị ảnh hưởng. Đặc biệt với sự phát triển bùng nổ của mạng Internet và thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay thì bản sắc văn hóa đang đối mặt với những tác động vô cùng mạnh mẽ, nguy cơ mai một văn hóa xuống cấp đạo đức và các giá trị nhân bản của cha ông để lại. Đặc biệt là đối với giới trẻ hiện nay, nhiều trường hợp con em là người dân tộc nhưng không biết tiếng nói, không biết trang phục cũng như là nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình. Trong thời gian tới, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tham gia giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ngoài việc phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế như đã nêu, Mặt trận Tổ quốc xã sẽ đẩy mạnh thực hiện lồng ghép các chương trình, các dự án phát triển văn hóa với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới.
khuyến khích việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa xã hội hóa cũng như tổ chức trong tổ chức các hội thi liên hoan văn nghệ thể dục thể thao dân tộc thiểu số trên địa bàn, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đông đảo tầng lớp nhân dân trong tham gia giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn xã Hùng Đức nói riêng, tỉnh Tuyên Quang nói chung. Tôi xin kết thúc phần thi Hùng Viện của mình tại đây. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn, xin chúc mừng thí sinh số 05 đã hoàn thành trong phần thi của mình. Cảm ơn phần cổ vũ của tất cả quý vị. Và tiếp theo sẽ là phần thi của thí sinh